Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump lên tiếng mạnh mẽ về cuộc chiến ở Ukraine. Ngũ giác đài ra tuyên bố về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine cho đến hết nhiệm kỳ của Tổng thống Biden. Pháp bí mật chuyển 3 tiêm kích Mirai 2000 năm F tới Ukraine tham chiến. Ukraine tấn công căn cứ Su-30 Nga tại sân bay Krimsk tại Krasnodar lữ đoàn cơ giới số 47 đẩy lùi cuộc tấn công của Nga ở khu vực Kursk, phá hủy hàng chục xe bọc thép. Ukraine thành công giải phóng làng quan trọng ở Kharkiv từ tay quân Nga sau cuộc phản công hoàn hảo. Tất cả sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn trong bản tin ngay sau đây. Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump lên tiếng mạnh mẽ vào cuộc chiến ở Ukraine. Kính thưa quý vị, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng chính quyền của ông sẽ nỗ lực mạnh mẽ để chấm dứt cuộc chiến giữa Liên bang Nga và Ukraine. Phát biểu tại một buổi gala của Viện Chính sách nước Mỹ trước tiên ở khu nghỉ dưỡng Malago thuộc bang Florida, Mỹ hôm 14 tháng 11. Theo giờ địa phương, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump nhấn mạnh, chúng ta sẽ làm việc vì Trung Đông và sẽ làm việc rất quyết liệt trong vấn đề Nga và Ukraine. Tình hình này phải chấm dứt, Nga và Ukraine phải dừng lại. Hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 15 tháng 11 đã dẫn phát biểu của ông Trump cho biết thêm, Tôi đã thấy một báo cáo hôm nay, trong ba ngày qua, hàng nghìn và hàng nghìn người đã bị giết chết, đó là các binh sĩ. Nhưng dù là binh sĩ hay dân thường tại các thị trấn, chúng ta sẽ giải quyết việc này. Theo báo The Kiev Independent vào ngày 15 tháng 11, chiến thắng của ông Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 đã làm gia tăng lo ngại cho Ukraine về tương lai của viện trợ quân sự từ phương Tây trong cuộc chiến chống lại các lực lượng Liên bang Nga. Trước đó, Fox News đã đưa tin vào ngày 13 tháng 11 rằng ông Trump có thể sớm bổ nhiệm một đặc phái viên hòa bình cho Ukraine để dẫn dắt các cuộc đàm phán hòa bình chấm dứt cuộc chiến với Liên bang Nga. Một nguồn tin cho biết sẽ có một đặc phái viên cấp cao, người có uy tín sẽ được giao nhiệm vụ tìm kiếm một giải pháp hòa bình và việc bổ nhiệm sẽ phải diễn ra trong thời gian sắp tới. Kurt Volker, cựu đại sứ Mỹ tại tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, từng đảm nhiệm vai trò tương tự khi ông là đại diện đặc biệt của Mỹ về Ukraine từ năm 2017 đến 2019. Ngũ Giác Đài ra tuyên bố về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine cho đến hết nhiệm kỳ của Tổng thống Biden. Lầu Năm Góc quyết tâm cung cấp cho Ukraine 7,1 tỷ đô la viện trợ còn lại, từ nguồn tài trợ đã được phê duyệt trước đó cho đến khi chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ hiện tại, Joe Biden, kết thúc. Phó phát ngôn viên của Ngũ Giác Đài, Sabrina Shai, cho biết trong cuộc họp báo, khi chúng tôi tiếp tục bổ sung kho dự trữ của mình, các bạn sẽ thấy vũ khí sẽ tiếp tục được chuyển giao cho Ukraine. Theo phó phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, chỉ còn chưa đầy 70 ngày nữa là đến ngày chính quyền của Tổng thống mới Donald Trump đến tòa Bạch Ốc. Bà lưu ý rằng ngũ giác đài có khả năng thực hiện công việc đáng kinh ngạc. Trong khoảng thời gian ngắn này, bà Sai nhắc lại rằng, Tổng thống Hoa Kỳ hiện tại Joe Biden đã tuyên bố rõ ràng rằng ông muốn chuyển toàn bộ viện trợ đã được quốc hội phê duyệt cho Ukraine trước khi kết thúc nhiệm kỳ của mình. Bà nói thêm, chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để bảo đảm điều này. Bà Sai cũng lưu ý đến thực tế là ngay từ đầu, Hoa Kỳ đã phân bổ các gói viện trợ đủ lớn cho Ukraine. Gần đây thì các đợt giao hàng đã được công bố rất thường xuyên, hầu như mỗi tuần. Tôi hy vọng rằng trong những tháng tới của chính quyền này, các bạn sẽ tiếp tục thấy những gói hỗ trợ này xuất hiện từ những gì có sẵn trong kho dự trữ của chúng tôi. Phó phát ngôn viên Ngô Giác Đài cũng cho biết, Ukraine sẽ nhận được vũ khí trong khuôn khổ sáng kiến hỗ trợ an ninh Ukraine, USAI, trong chương trình này quy định về việc ký kết hợp đồng sản xuất vũ khí mới cho lực lượng vũ trang tại các doanh nghiệp Mỹ. Cần lưu ý rằng, kho vũ khí từ kho dự trữ của quân đội Hoa Kỳ sẽ được gửi đi trong thời gian ngắn, đồng thời việc giao hàng qua chương trình USAI sẽ mất nhiều thời gian hơn, đôi khi có thể là mất nhiều năm. Pháp bí mật chuyển 3 tiêm kích Mirai 2000 5F tới Ukraine tham chiến các nguồn tin ở Ukraine đưa tin chính quyền Paris đã bí mật chuyển giao cho Kiev 3 trong số 6 máy bay chiến đấu Mirai 2000 5F đã cam kết trước đó. Theo các nguồn tin đến từ Kiev, Pháp đã thực hiện cam kết chuyển giao máy bay chiến đấu thế hệ 4 Mirai 2000 5F đời cũ cho lực lượng không quân Ukraine và 3 trong số 6 chiếc được hứa hẹn đã chuyển đến Ukraine và hiện đang đồn trú tại các sân bay ở phía tây của đất nước này. Việc chuyển giao máy bay chiến đấu Mirai 2000 năm f của Pháp cho Ukraine đã được công bố cách đây một thời gian. Nhưng trước đó, giới chức Paris thông báo rằng Kiev sẽ nhận được những chiếc máy bay này không sớm hơn năm 2025. Ban đầu, thời hạn này được giải thích là do cần phải thực hiện công việc chuẩn bị. Một phần trong đó bao gồm đào tạo phi công Ukraine, vận chuyển máy bay và chuẩn bị hồ sơ cơ sở hạ tầng quan trọng bay của Kiev. Nhưng giờ đây, kế hoạch này đã được thúc đẩy hoàn thành nhanh hơn. Chính những thất bại của lực lượng vũ trang Ukraine ở mặt trận cùng với những thực tế địa chính trị đang thay đổi không chỉ ở Mỹ mà còn chính ở Pháp đã buộc các quan chức chính quyền Paris hiện nay phải khẩn cấp hành động. Theo các nguồn tin ở Ukraine giải thích, các máy bay chiến đấu Mirai-25F của Pháp rất có thể đang đồn trú tại các sân bay ở phía tây của đất nước nhằm tránh bị các phương tiện trinh sát Nga phát hiện và tấn công. Theo giới phân tích, một số sân bay quân sự phù hợp với việc triển khai các tiêm kích hạng nhẹ như F-16 hay -20 Mirai-2000 là một trong số đó có thể ở sân bay lusk vùng volin nơi đường băng đã được xây dựng lại hoàn toàn cách đây một thời gian ngoài ra thì một số nhà chứa máy bay có hệ thống kiểm soát khí hậu đã được triển khai tại sân bay khác ở lusk cho phép việc thực hiện các công việc trong mọi điều kiện thậm chí các chuyên gia kỹ thuật ukraine còn tăng cường vùng phủ sóng ở đây để tiếp đón các máy bay chiến đấu hạng nặng hơn một số địa điểm khác có thể triển khai Mirai là sân bay Snitlov ở vùng Lviv, Lvov, nhưng rất có thể nó chỉ có thể được sử dụng làm sân bay trung chuyển, giống như sân bay Stry nằm trong cùng khu vực. Các chuyên gia nêu tên sân bay thứ tư và thứ năm phù hợp cho máy bay chiến đấu của Pháp là cảng hàng không Cherkiv, vùng Tenopin và Jumno ở vùng Rivne. Do cơ sở hạ tầng của các sân bay này cũng đã trải qua quá trình hiện đại hóa lớn để có thể tiếp nhận các máy bay chiến đấu hàng nặng. Ngoài ra, những sân bay này còn nằm ở một khoảng cách vừa đủ so với tiền tuyến và gần các hành lang hậu cần của liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương. Ukraine tấn công căn cứ Su-30 Nga tại sân bay Kremsk ở Krasnodar. Sáng sớm ngày 15 tháng 11, máy bay không người lái đã tấn công sân bay Kremsk ở vùng Krasnodar của Nga. Vụ tấn công đã kéo dài gần 2 giờ, được người dân địa phương đưa tin trên trang mạng xã hội. Đồng thời, Geolog.ua đưa tin, chính quyền khu vực vẫn chưa bình luận về tình hình. Người dân địa phương khẳng định rằng sân bay quân sự nằm ở ngoài ô Kremsk đang bị máy bay không người lái tấn công. Người dân đã đăng tải đoạn video lên web và báo cáo nhiều tiếng nổ. Lực lượng vũ trang Nga đã bắn hạ được một số máy bay không người lái nhưng một trong số chúng rất có thể đã tấn công trúng mục tiêu. Được biết, sân bay quân sự Grimsk nằm ở vùng ngoại ô phía bắc của thị trấn cùng tên. Nhóm không quân của lực lượng lữ đoàn 7 không quân Nga đóng quân ở đó, có trực thăng KA-27, máy bay chiến đấu Su-27 và Su-30, cũng như một máy bay AN-2 tại sân bay. Lữ đoàn này trực thuộc sân bay quân sự Morozov ở vùng Rostov vào mùa xuân năm 2023, một máy bay trinh sát A-50 đã được triển khai tại sân bay Krimsk, được sử dụng để xác định các hệ thống phòng không trên lãnh thổ Ukraine. Lữ đoàn cơ giới số 47 đẩy lùi cuộc tấn công của Nga ở khu vực Kursk, phá hủy hàng chục xe bọc thép. Người Nga tiếp tục cố gắng giành lại quyền kiểm soát của khu vực Kursk, nhưng quân đội Ukraine đã khéo léo chống trả. Theo dịch vụ báo chí của lữ đoàn cơ giới số 47, quân đội Nga đã triển khai khoảng 30 thiết bị và tập hợp một tiểu đoàn lính xung kích. Trong trận chiến, một số xe tấn công đã bị phá hủy bởi Minh, trong khi những chiếc xe còn lại bị trúng tên lửa chống tăng Stutna và máy bay không người lại FPV. Các chiến binh Ukraine đã đối đầu với tiểu đoàn tấn công 225 của Nga. Những người lính của họ đã mở năm đợt tấn công. Trận chiến này diễn ra gần làng Zalany Selyak, nơi vẫn nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng vũ trang Ukraine. Tại Kursk, các phóng viên quân sự Nga cáo buộc rằng chỉ huy địa phương đang cố tình đưa ra những báo cáo sai sự thật nhằm phóng đại những thành công của lực lượng vũ trang Nga ở khu vực Kursk. Bộ chỉ huy hàng ngày của lữ đoàn 810 vốn được chuẩn bị kém cho trận chiến đi tàn sát. Những người chiếm đóng từ lữ đoàn này vẫn đang chiến đấu vì Bokraski, Odlovska, Novaya, Staraya, Strozhiny. Hôm trước, lực lượng Ukraine đã bao vây và tiêu diệt hoàn toàn một trong các nhóm xung kích của lữ đoàn. Điện Kremlin đã bắt đầu vấp phải làn sóng phản đối của cư dân vùng Kursk. Đồng thời, các chỉ huy chiến trường đã báo cáo sai quy mô của cuộc tấn công của lữ đoàn vũ trang Nga ở khu vực Kursk. Đoàn phim định vị địa lý từ ngày 14 tháng 11 cho thấy bước tiến của lực lượng vũ trang Nga ở các khu vực Koloskovsky, ở khu vực phía đông, còn đường mới. Ukraine thành công giải phóng làng quan trọng ở Kharkiv từ tay quân Nga sau cuộc phản công hoàn hảo. Lực lượng Ukraine đã giành lại lãnh thổ và đánh bại quân đội Nga mặc dù có bất lợi về quân số, trong một chiến dịch tấn công được dàn dựng khéo léo, lũ đoàn tấn công độc lập số 3 đã chứng minh cả sức mạnh chiến thuật và độ chính xác để giành lại gần 2 km vuông lãnh thổ Ukraine ở khu vực Kharkiv. Mặc dù phải đối mặt với thách thức đáng kể với bất lợi về quân số nhỏ hơn một nửa so với lực lượng Nga, lữ đoàn đã giành được quyền kiểm soát thành công khu vực phòng thủ quan trọng của tiểu đoàn thành tựu ấn tượng này được ghi nhận là nhờ vào sự lập kế hoạch và phối hợp toàn diện do sở chỉ huy lữ đoàn chỉ đạo dưới sự chỉ đạo của chỉ huy hoạt động này được hưởng lợi từ quá trình huấn luyện mở rộng cùng với sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị giúp mỗi thành phần có thể di chuyển đồng bộ mọi thiết bị và lực lượng trong lữ đoàn đều hoạt động với sự đồng bộ hoàn hảo thể hiện hiệu quả của các chiến lược chiến trường tinh vi của ukraine Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin mời quý vị hãy để lại dưới phần bình luận hoặc gửi qua hòm thư htdnews gmail com Một lần nữa đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn tại bản tin kế tiếp.